quanh kia kéo cho nó mẻ nữa cho nó chở. Cái trai bắt gần hết luôn phải không? Cái trai còn có được. Hả? Đôi khi cạn rồi. Ừ, không không cạn, cũng sâu hơn này á. À. Sâu rồi. Hiện tại giờ nó sâu hơn rồi. Không, cái cạn hơn này. Phải không? Cái đáy nó cái đáy bằng. Ừ, tôi tìm qua tôi tìm hai con mà. Nãy hai con hả? Hai con rồi. À. Ủa vô hai cái coi rồi luôn rồi kìa. Đâu? Đó, một con vàng, con nãy. Chết nó chích thường. Chích thường hả? Ê trời. Để bất bình lấy hai con rồi. Vậy ai bất ân con nữa hả? Hôm qua ao kia, kéo kia đi. Chết bự. Má chết này nè, cao gửi chết. Coi. Vô hoài mày. Thường ha. Ra cầm cầm nè. Chết thường bỏ vô đi. Vậy mà chắc phải hai ký mấy ba ký vậy. Trời gặp cái con này chứ cái con màu xanh là bự lắm rồi. Mấy năm rồi. Bắt lên não hết đi. Má, cho bự quá kéo được. Mày chết là sao bưng thế này? Bự quá mới bưng thế này. Chết bự ghê. Đỏ ao đẹp ghê. Nó bừng trứng. Cái bụng nó là trứng không á. Cá này được cái màu đẹp thôi. Lâu lớn lắm. Mấy năm rồi. Ao này mấy năm rồi kéo rồi. Năm nào không kéo. Ý là năm nào không kéo, kéo cá bự còn cá nhỏ này. Bỏ lại. Rồi lấy cái ấy cái đây. Ủa hai cái lớp này nhỏ. Úc đồng mẹ nè cái lông tầm. Cái lăng này. Dinh điểu. Đi vô bên nhà ông anh kèo cá nha cả nhà. Mày nhà ông anh kèo cá nên vô vô quay. Đây đây đây. Đây Sơn. Thấy chưa? Cái tay gái này. Đây. Đây. Vô kèo cá nha ông anh, quay cho cả nhà coi nha. Kéo rồi nha cả nhà, đang bắt cá nha. Kéo sớm lạnh lắm nha. Cùng đây quay cá cho cả nhà coi nha. Cái ta, cái ta. Cái bắt được nhiều chưa anh? Mới có nhất cái mẹ đâu. Cứ ra cả thả trong này nha. Bắt lên thả trong này nha. Kéo lên. Cứ ra đúng rồi. Úp của rô quyển. Đi dụng đầu này hay rồi sao? Bắt đầu sao đi, bắt đầu sao đi, còn rồi lên. Trong cái túi. Con trong cái túi. Đi mẹ. Anh cho em cái gì đi anh. Con cá mà nó kêu vô người luôn. Cái ta mà. Cái u đu đu. Cá cái ngầm mà dịch ghê lắm. Quá trời cá nha. Má cái cà ta ghê luôn cà ta. Thôi cậu cứ cài cởi lớp được ra, cài cởi lớp được. Kéo lớp được.
má cá này đụng bay bay rồi băm mắt luôn. Anh kèo sớm quá, phải khúc kèo cào bay và đẹp. Má cá nó bay ghê, đúng 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 đúng. Quá được cá này. Ê cha, rồi cả cha không. Lụm lụm cái cha giục qua trước đi. Mày lụm đi, lụm đi, ba giữ cha. Lụm giò tao luôn rồi. Nó né giò ra. Coi nó cái ngành cha cha đó. Ừ. Pháp là nắm đuôi á, cái cha nắm đuôi. Vậy nó dính mẹ vô ngành đây nè. Dạ, dính anh nó dính vô lưỡi nó cất nó. Cho mày giỡn nó. Này đâu mà có cái kéo cắt mẹ cái ngành dục. Để lúc đó. Rồi cái ngành nó cất đó. Đó cho nên bắt cái cha là bắt lâu lắm. Đó, con nó đi. Dính dính. Nhiều cái chấm à. Chưa thấy. Chưa thấy. Bằng cái cha không có mà hôm nay. Cái ra thì cái có... cái tấm mẹ sao mới có. Thầy có trong. Có ít rồi. Má nó ghét nhất cái này. Trời. Ừ. Trời bình đang chạy bên kia kìa. Chạy bên kia sao? Đi xe ba gác mà chạy qua đường đó. Qua đường kia đâu được. Giờ nó quay lại đi lên đường bê tông xuống. Rồi bắt đi. Giờ cái mẹ. Không không. Không không. Đây 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 đây. Nó giả được chứ. Đây cái ấm. Đây cái tên. Mình thả mấy chục con hả? 70 con. 70 hả? 70 lúc mình bắt qua đây có ba mấy con mà. Bắt qua đây ba mấy con. Chị dính hết rồi, nãy giờ quá trời. Bé chú của chép coi kìa. Cái chép nó. Cái cọp. Rồi hết, lấy được con nữa kìa. Lấy con. Cần giấy. Nửa ba con tại chỗ đây luôn. Chạy xuống luôn hả? Chạy mưa luôn hả? Hả? Bơm nước hả? Bơm nước dưới đây nè, dưới đây nè. Xuống đây xuống. Ê, 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 ê. Nha, cả con trong quá trời luôn. Bắt hết cái ta luôn rồi. Con trong, con yêu trong á. Nó đây nè. Đây con. Mấy mẻ này toàn cá ta thôi nè. Tôi nghe nó kêu như người ta là bị đầy cá ta được mày. Đi dính trong lưới này luôn á. Đó tôi dính. Đây nè. Lên bơm nước chú Bình rồi, rồi dứt cái cha lên đưa chú Bình đi. Cái cha lên nè. Bình bắt cái cha hả? Cái cha bắt hết, cá nào cũng bắt hết á. Ao của ai? Ao này ao trộm. Rồi
con này sẽ 5 kg quá. Đây. Con mày cầm cầm. Bác đưa cho ông lên. Đây ngụm bình. Hết cái tấm rồi liền hết, còn 2 kg nữa hết. Cái coi này bỏ ra ngoài. Chép đẹp hết. Cái gì cái coi lấy đèn lên màu đẹp hết. Chấm vít ra. Có rồi nè anh. Trời chết được, cá này mày hồi nó đùm nó đâm nó nẻ đâm nó bể mắt bể mày tao luôn nè. Hả? Hơi bị khỏe. À, kèo mày thứ hai nha cả nhà. À, kèo lưới dăng lưới đó. Kèo mày thứ hai, hôm nay là mời mày đầu tiên. Nó không để em bắt đi luôn. Gom lưới lại nha. Mà sải tay luôn. Cả phóng ra cả giờ là mầm mày né cái rồi đó, bà chị không? Mấy cái tài tượng nó khô lắm rồi, nếu vô được. Mấy con cái tượng này. Thì ba con. Hai gì chứ? Con. Nào ơi, chị hết chưa? Ừ. Em thấy im lặng rồi. Im điềm. Im điềm. Nó cầm. Khi nào nó tụt túi hay không? À, ừ, chừng nổi mà cái tốt tụt kìa cái chứ. Ê, cao. Con có còn con thêm rồi.
Đúng rồi, nãy kia nói chạy nhổ. Đúng rồi kia. Lấy mấy con nó ăn. Ông kêu nhiều lắm. Kìa. Cà sơn, cà sơn không à? Có lòng tông đó, có ít. Có ít lừa. Lừa đúng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây, cái sơn này. Kéo lên hả? Ủa, cái nó bắt lớn coi, bắt cái túi coi mà vô nữa kìa. Chết ta ở đâu chứ? Không nhẹ này, không nhẹ nãy rồi. Má mày này, cá đi hết rồi. Cá đi hết rồi. Anh chết đồ rồi. Tay tưởng đừng có tay tưởng. Tay tưởng hả? Bán cho con à? Không. Tay tưởng để dành làm gì? Con về nuôi chứ. Thôi. Có hồ không à? Quanh kia kéo cho nó mẹ nữa, cho nó chở. Cái trai bắt được hết luôn phải không? Cái trai còn có. Hả? Cà rô phi cạn đó. Ừ, không 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 cạn, cũng sâu hơn này à. Cái này hiện tại giờ đang sâu hơn rồi. Không, nó cạn hơn này. Phải không? Như cái đáy nó một cái đáy bằng. Ừ, tôi tưởng qua đâu. Hai con mà. Nãy hai con hả? Hai con rồi. À. Ủa vô hai cái coi rồi luôn rồi kìa. Đâu? Đó, một con vàng, con ấy. Chết đó chết thường. Chết thường hả? Ấy trời. Ôi, để bất bình lấy hai con rồi. Quay ai bất ơn con nữa hả? Hôm qua ao kia, em kéo kia, kia, kia đi. Chết bự. Má chết này nè, cao vừa chết. Chết coi. Chết chết này. Vô hoài mày. Thường nè. Ra cầm cầm nè. Chết thường bỏ vô đi. Vậy mà chắc phải hai ký mấy ba ký vậy. Trời gặp cái con này chứ cái con màu xanh là bự lắm rồi. Mấy năm rồi. Bắt lên nạo hết đi. Sao bưng cái này? Cái bự quá, nước bưng cái này. Chết bự ghê. Đỏ ao đẹp ghê. Nó bừng trứng luôn. Cái bụng nó là trứng không á. Cá này được cái màu đẹp thôi. Lâu lớn lắm. Mấy năm rồi. Ao này mấy năm rồi kéo rồi. Năm nào không kéo. Ý là năm nào không kéo, kéo cá bự còn cá nhỏ này. Bỏ lại. Rồi lấy cái ấy cái đây. Một hang cái lớp này nó. Úi con đồng mẹ nè cái lông tầm. Cái lăng này nữa. Dinh điểu.